Xin được con sách hôm nay anh Lâm Quốc Hải Hoàng Anh, tức là cựu học sinh bên Trí Chí, sẽ điều khiển chương trình chào cờ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu lễ khai mạc nghi thức chào quốc kỳ Mỹ ở Mỹ và một quốc ngoại này. Xin mời quý vị nghiêm chỉnh. Để bắt đầu, chúng tôi xin mời quý vị nghiêm chỉnh. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Ngày công sức ơi, đừng để xa rời sông vui. Cầm lòng cùng đi, tin xin tiếp duy thân sơ. Vì tương lai quốc dân cùng sông và khói tên ngàn xa trong sông. Từ nay luôn tuân thể, dù cho thành rơi trên hướng xa. Sau đây là lễ chào quốc ca Hoa Kỳ.
khai mạc của chúng tôi đã chấm dứt luôn. Xin mời quý vị an toàn. Kính thưa quý vị, sau đây ban đầu ca chương trường chúng tôi sẽ trình bày là hợp ca Hè Về. Gió du
Xin cảm ơn tất cả các anh chị trong ban đại ca lên trường. Kính thưa quý vị, sau đây anh tổng thư ký lên trường Nguyễn Mai, trưởng ban Nguyễn Mai sẽ giới thiệu thành phần ban tổ chức và chúng tôi sẽ cử hành lưu niệm. Vâng, lời nói đầu tiên, Hồng Vân xin kính chào tất cả quý vị quan khách đến với 18 năm kỷ niệm của Liên Trường. Thấm thoát thế mà đã 18 năm rồi, và thưa quý vị, Hồng Vân còn nhớ rất rõ năm 2001 là chúng tôi ngồi lại để mà lập một cái Liên Trường, tất cả những trường trung học trước 75 thời Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là một tràng vỗ tay để đón chào tất cả quý quan khách ngày hôm nay đều là thân hữu của những trường trung học tại Sài Gòn năm xưa của chúng ta, Sài Gòn và những tỉnh lỵ. Và thưa anh, kính thưa quý vị, trong dịp kỷ niệm 18 năm Liên Trường ngày hôm nay, chúng tôi thấy là quý vị đến rất là đúng giờ, nói 6 giờ rưỡi là đã đông đủ có mặt rồi. Thì trong danh sách, trước hết chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị giáo sư đã tham dự. Thứ nhất là trường Nguyễn Trãi có giáo sư Lê Triều Vinh. Vâng, tiếp theo, Liên Trường Pleiku có sự hiện diện của giáo sư Bùi Mỹ Dương. Và trường Châu Văn Tiết, Phước Tuy có giáo sư Phạm Thanh Mang, cũng là better half của anh Nguyễn Mai đây. Vâng, dạ, trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt thì có giáo sư Nguyễn Đình Cường. Trường Văn Đức Gia Định có giáo sư Nguyễn Thị Thu và giáo sư Phạm Văn Khanh. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các giáo sư, đặc biệt là trường Trung học Văn Đức. Coi như là lần đầu tiên đến sinh hoạt với Liên Trường Trung học Nam California, Trung học Văn Đức, một trường công giáo ở tỉnh Gia Định. Hôm nay có bà Phó Hội trưởng đến tầm nhìn chung hành giáo sư, xin cảm ơn. Và sau đây chúng tôi xin được cách giới thiệu chung tất cả các trường đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Là đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu chung là các trường hôm nay gồm có Trương Vương, Gia Long, Lê Văn Viện, Nguyễn Trãi, Chùa Lan, Vinsky, Quốc học Đồng Khánh, Phan Thiên Giảng, Phòng Thị Điểm, Châu Vân Tiếp, Phước Tuy, Nông Lâm Xuất Bảo Lộc, Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, Phan Chu Tiên, Đà Nẵng, như trường Pleiku, Nguyễn Trung học Nha Trang, Trung học Văn Đức Gia Định, mà Liên Mình Thân, Nguyễn To, Một Cảnh, Cổ Tình Quản và Mê Phi. Ngoài ra chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của một số hội trưởng cũng như các tổ chức cộng đồng như sau. Đầu tiên tôi xin giới thiệu anh bác sĩ Võ Đình Hữu, anh là hội trưởng của Quốc học Đồng Khánh Huế và cũng đồng thời anh giữ một chức vụ rất là lớn, tức là chủ tịch hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại Việt Nam. Từ cái việc chức vụ rất là lớn, ông Phan Đức Thời, hội trưởng Phan Chu Trinh Đà Nẵng, ông Lê Văn, hội trưởng Nguyễn Hoàng Quảng Trị, ông và Nguyễn Chức Mai thì lý do bị bệnh không đến được, ông Đinh Hoàng, hội trưởng Châu Văn Tiết, ông Bí Châu Phương, Phó Hội trưởng Nông Lâm Xuất Bảo Lộc, bà Đỗ Hoa, Phó Hội trưởng Trường Văn Đức, ông Võ Thiệu, Trung tâm Việt ngữ, và các trưởng sĩ quan Hải quân các khóa 8, 15, 16, 17 Hải quân Nha Trang. Ngoài ra chúng tôi có được nhận thấy có ông Nguyễn Minh Chánh là Tổng Hội trưởng Việt Tổng quân Nam California. Các ban văn nghệ Trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng, ban văn nghệ Nguyễn Hoàng, ban văn nghệ Trung học Nha Trang, ban văn nghệ Mây Thu, ban văn nghệ Lục Khoa và nhóm văn nghệ của Vũ Ca Trung Vương. Ngoài ra chúng tôi cũng có sự hiện diện của rất đông các trường hội trưởng, các trường Trung Vương, Gia Long, Lê Văn Việt, Unisky, Mây Thu, Trung Tiếp, Phan Châu Trinh và Đà Nẵng. Và sau đây là một phần sẽ tiếp tục cái hiện diện văn. Dạ vâng, trước khi chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các vị trong truyền thông báo chí, chúng tôi xin cập nhật là trong những vị giáo sư của có chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của cô Bạch Thu Hà, là giáo sư của trường nữ Gia Long ạ. Cô Bạch Thu Hà, hello cô. Và thưa quý vị, như trong thông báo là hôm nay buổi họp mặt để kỷ niệm 18 năm thành lập Liên Trường, và chúng tôi thì cũng nhận được một số mạnh thường quân điểm trợ cho Tây Mùa Xuân. Chúng tôi xin được ghép mặt tên một vài vị như sau: bác sĩ Nguyễn Chí Vĩ là hội trưởng Tây Sơn Bình Định, ông không đến được nhưng điểm trợ $100 cho Tương Thế Vinh. Cục sinh tầm ý cáp chị Nguyễn Ngân Hà $50, cô Gia Long Hoàng Kim Nhung ở San Diego $100. Đó là quý vị đã có lòng để đến cho Tây Mùa Xuân cuối năm, và chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày 31 tháng 12 để cao đao và chúc Tây Mùa Xuân trong chương năm. Và xin cảm ơn quý vị. Thưa quý quan khách, phần giới thiệu quan khách của hội đoàn,
của chúng tôi hôm nay là chính thức. Xin cảm ơn Hồng Vân và mời Hồng Vân. Xin chúc cho quý vị có được một buổi tối dùng bữa thật là ngon miệng và một buổi thật là vui. Lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức những tiếng hát thân hữu của từng trường một ạ. Vâng. Bây giờ chúng tôi xin được phép mời thành phần ban tổ chức cũng như quý vị trong ban tổ chức lên sân khấu chụp hình cũng như trình diện chúc quan khách. Xin mời các vị hội trưởng có mặt hôm nay. Đầu tiên là anh Võ Đình Hữu, anh Mai Đông Thành, chị Lê Cường Thị Hương, anh Phan Ứng Thời, Lê Văn, Đinh Hoàng, Quý Thị Phương và các cậu Mai Khanh, Bộng Tâm, Mai Mai, Thanh Mai, Đặng Thị Cần, Lê Ngọc Mộc Hoa, Hoàng Anh, Cao Văn Trung, Nguyễn Thị Hương, mời Ngọc Yến, Đi Hà, có lẽ chúng ta đứng thưa quý vị, đây là những thành viên liên trường, những người đã đóng góp tích cực trong 18 năm nay và cũng như là đóng góp rất nhiều công sức cho buổi tiệc thành công ngày hôm nay. Chúng tôi xin được vài phút để chụp hình lưu niệm. Xin mời MC Hồng Vân và chị Như Hảo cùng đến để chụp hình với chúng tôi. Mời chị Như Hảo và Hồng Vân. Và đây là hai vị MC cả ái cùng đến với liên trường hàng năm. Cảm ơn anh Mai. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi thấy rất là vui là đi gặp ai phần lớn là quen biết hết rồi. Đến bàn nào thì cũng được chào hỏi rất là tử tế, dễ thương. Nhìn quanh á, nếu mà không phải các anh chị liên trường thì cũng là bạn bè các nơi. Rồi có cả những là chị ruột của tôi cũng ở đây này, em tôi cũng có ở đây, có cả em rể nữa. Và tôi có cả cái người, một người bạn 38 năm, đi với nhau 38 năm rồi, vẫn chưa quẩn chân, vẫn cứ đi với nhau, cũng ở đây luôn. Tôi được cái may mắn không những biết hầu hết mọi người đây, lại còn biết cả các ca sĩ nữa, lại còn biết là các giới truyền thông cũng đều biết mặt hết. Thành ra, xin hân hoan chào mừng tất cả các anh chị em đã có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi bao nhiêu năm nay thường là chỉ có tổ chức để gây quỹ cho thương binh hoặc là những công tác xã hội, nhưng lần này anh chị em bảo với nhau tại sao chúng ta không tổ chức để vui chơi với nhau, để khỏi làm công tác gì, để khỏi bận bịu. Thành ra chúng tôi tổ chức. Cái hỏi tại sao lại 18 mà không phải 15 hay 20? 18 không phải là cái tuổi trưởng thành đâu, tụi tôi già lắm rồi. Nhưng mà sợ rằng nếu mà đợi tới năm 20 á, sợ lại thiếu vắng vài người. Thành thử hôm nay, tổ chức ngày hôm nay 18 năm. Xin cảm ơn các anh các chị, quý vị quan khách đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có một buổi tối thật vui. Xin cảm ơn. Cảm ơn Mai Đông Thành, Chủ tịch Liên trường. Kính thưa quý vị, sau đây anh Tổng Thư ký Nguyễn Mai sẽ lên tường trình về hoạt động của liên trường chúng tôi trong 18 năm qua. Đặc biệt là chúng tôi hay tổ chức thương sĩ binh giúp đỡ cho quý vị. Thưa quý vị quan khách cũng như vị giáo sư và thưa
các anh chị em liên trường. Và như quý vị biết, liên trường mục đích thành lập là các công tác xã hội mà thôi, là một hội đoàn bất vụ lợi và không có đảng phái, chính trị và tôn giáo. Và những hoạt động của tôi đó, tránh là Đức Thánh Tử Binh Việt Nam Cộng Hòa. Và từ năm 2001, Liên trường Cộng hòa Việt Nam Nam California là một hội đoàn phải nói là tiên phong giúp đỡ Liên trường Cộng hòa Việt Nam Cộng Hòa vào những cây nguồn sinh tiến sĩ hàng năm. Chúng tôi nối tiếp những chương trình mà hồi xưa trước năm 75 á, chúng ta hay có cây nguồn sinh tiến sĩ này, quý vị. Và lúc đó các trường trung học và hay đi nghỉ làm các tiến sĩ tiền đồ. Và sau 75 thì khi chúng tôi qua kỳ rồi đó, thì vấn đề chúng ta bị mất nước và Cộng sản đã xâm chiếm Việt Nam. Và các thành phần bị tiêu diệt nhiều nhất là các thương tích viên Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị biết ngày 30 tháng 4 tại các bệnh viện Cộng Hòa và Quốc Duy Điện là họ đang chuẩn bị lên bàn mổ, họ đang băng bó, đều bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Và số bị thương rất là nhiều, và một số các thương tích viên lúc trước ấy, nhận những tiền thủ tục cũng như tiền cứu trợ của Bộ Thương tích viên Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì đã bị chấm dứt khi một chính quyền mới nắm chính quyền. Và những người đó sống như thế nào, thưa quý vị? Trong 40 năm qua, chúng ta thấy họ rất là đau khổ. Bây giờ, số người đó bây giờ đã lớn tuổi, người trẻ nhất là phải 65 tuổi, và có nhiều người là 70, 80. Và bây giờ thì, thưa quý vị, là con cháu họ đi xa, và những người đó không có người giúp đỡ. Liên trường trong những cái mục đích xã hội chánh là hàng năm, vào ngày Tết Nguyên Đán, chúng tôi thấy là ngày Tết cổ truyền, chúng ta chỉ cần giúp $50 hoặc $100, thì họ có một cái bữa Tết rất là hoành tráng. Tôi quý vị nói chuyện theo với những người mới là giúp cho người ta có một cái cơ hội ăn 3 ngày Tết. Đó là một Tết cổ truyền của Việt Nam, thưa quý vị. Và Liên trường của Việt Nam, thưa quý vị, mục đích chánh là giúp những cái đó mà thôi. Ngoài ra các công tác xã hội khác mà chúng tôi xin nhận thêm ở đây, trong năm kỷ hợi vừa qua, tức là năm nay, xin chú ơi, chúng tôi đã gửi về giúp đỡ được trên 505 gia đình, và mỗi gia đình được $50 và $100 tiền theo thương mệnh, và tổng số tiền chúng tôi gửi là $40,465. Và tính từ năm 2002 cho đến nay, Liên trường đã gửi giúp đỡ được 5,110 gia đình thương binh và tặng 29 xe lăn. Tổng cộng số tiền mà Liên trường đã giúp đỡ được là trên $288,000. Thưa quý vị, một số quý vị hỏi hồ sơ của quý vị ở đâu mà có và làm cách nào để quý vị giúp. Thưa quý vị, ngay những ngày đầu tiên chúng tôi đã nhận hồ sơ của các hội đoàn lại gửi đến, sau đó thì họ truyền miệng và họ đã gửi trực tiếp cho chúng tôi. Và những hồ sơ đó chúng tôi kiểm soát rất là kỹ, tức là phải có chứng minh thư, giấy thư phê bình hoặc là giấy giải ngũ. Và những hồ sơ, thưa quý vị, cũng có một số hồ sơ giả mà chúng tôi cũng đã loại ra thôi. Và thưa quý vị, những thành phần mà bị chính quyền mới ruồng bỏ đó, những thành phần thương tích viên Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi là quý vị và các bạn đã tiếp tay với chúng tôi trong 18 năm qua không ngừng nghỉ, đã giúp cho những người thương tích viên Việt Nam Cộng Hòa một cái quà rất là đặc biệt mà thưa quý vị, những người đó lúc nào cũng mang ơn quý vị ở đây, mà hàng năm họ đều gửi các thư cảm ơn, và chúng tôi có cơ hội chuyển đến một số anh em, các quý vị thân nhân có email. Và cũng trong tinh thần đó, chúng tôi hàng năm vẫn tổ chức cái ngày cao đao để giúp cho thương binh Việt Nam Hòa. Ngoài cái vấn đề thương binh, thưa quý vị, Liên trường chúng tôi còn làm vấn đề xã hội khác. Ví dụ như chúng tôi yểm trợ các công tác xã hội dư quỹ đồng đất Nepal 2015, chúng tôi gây quỹ được trên $30,000. Quỹ bảo luật Omar, Texas và Harvey được $27,000. Cuồng phong Oklahoma $11,000. Quỹ tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ $10,000, và gần đây nhất gây quỹ cho Hoàng Sa được trên $4,000, quỹ nạn nhân New York $8,000, và các nạn nhân miền Trung trên $15,000, bảo lục miền Tây là $6,800, và một số các công tác khác giải khuyến học trung tâm khuyến tật Sài Gòn. Thưa quý vị, đấy là thành quả của các anh chị em cuộc sinh Liên trường, và một số quý vị có mặt ở đây đã đóng góp là một công tác xã hội đã giúp cho người chúng ta đã qua được nghỉ, chúng ta rất là hãnh diện, có được cái tương lai hơn tất cả các người nghèo khó ở trên toàn thế giới Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung, và chúng ta đã đóng góp một bàn tay rất là hữu ích. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả vì mạnh thường quân quý vị có mặt ngày hôm nay, cũng như không có mặt đây, một lời cảm ơn chân thành nhất
của các cựu thương binh Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đó là phần trình bày của chúng tôi về sinh hoạt của Liên Trường. Hy vọng một số các bạn, các quý vị tiếp tục đóng góp chúng tôi làm những việc có đầy ý nghĩa hơn là những công việc ăn chơi khác. Sau đây chúng tôi có một mời một vị khách, quý vị không xài cả, quý vị đã tổ chức trong cộng đồng này để nên phát biểu ý kiến ông thể duy nhất trong ngày hôm nay mà thôi. Tôi xin mời bác sĩ Ngô Đình Hữu. Ông là hội trưởng Quốc học Đồng Khánh Huế, cũng sáng lập Liên Liên Trường. Và ngày ra, ông là chủ tịch Hội đồng Liên kết Người Việt Quốc gia Hải ngoại. Thưa quý vị, tôi nói là một chức vụ rất là lớn, bao gồm cả nước Mỹ. Tôi chào mừng, mời nhận. Cảm ơn hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh lên đây để nói chuyện với quý vị. Thì qua sự trình bày của Tổng giám đốc Ngày Mai, quý vị biết rằng Liên Trường hoạt động liên tục 18 năm qua. Công tác mà chúng ta luôn luôn kính trọng và mến trọng là công tác giúp thương phế binh. Thì anh Mai đã trình bày rồi, thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai mà không phải thương nhớ người thương phế binh còn kẹt lại Việt Nam. Và chúng ta đã tranh đấu mong rằng đem họ được qua Hoa Kỳ, nhưng tới thời điểm này chúng ta chưa làm được. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục là thứ nhất. Thứ hai là các công tác xã hội của Liên Trường làm trong những thời gian qua mà tôi là hội trưởng Quốc Đồng Thắng cũng đã đóng góp, cái đó rất là đặc biệt. Và chúng tôi một lần nữa xin quý vị cùng nhau cho một cái tay cho Liên Trường Trung học Việt Nam đã hoạt động tích cực trong vòng 18 năm qua. Thì cái thành quả của quý vị thấy Tổng thư ký Nguyễn Mai anh đã trình bày, tôi không cần nói. Nhưng điều quan trọng đó là chúng thấy rằng 18 năm qua mà các trường trung học Việt Nam vẫn ngồi lại với nhau để hoạt động, cái đó là rất là khó. Tôi đã đi khắp nước Mỹ, tôi đã đi khắp thế giới, tôi chưa thấy chỗ nào có Liên Trường Trung học Việt Nam mà khắp nước. Chỉ có một tỉnh thì có, một vùng thì có, nhưng mà một nước mà ngồi lại với nhau 18 năm đoàn kết cùng lên mặt xã hội, vấn đề đó quý vị thấy có khó không? Nếu khó, xin quý vị cho một tràng pháo tay, cái đó rất là khó. Và cái khó đó mà thành công được, tôi phải nói rõ là nhờ cái sự khéo léo làm việc của các chủ tịch các trường trung học và anh Tổng thư ký Nguyễn Mai. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho các chủ tịch các trường trung học đã bỏ tất cả để ngồi lại với nhau, làm việc với nhau. Thì ngoài công tác xã hội rồi, chúng tôi thấy công tác ái hữu rất là quan trọng. Vì sao? Nếu mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng ái hữu với nhau, chúng ta đoàn kết thành một cộng đồng rất là vững mạnh. Và cộng đồng đó đó sẽ là nền tảng, chúng ta sẽ hướng dẫn con em chúng ta văn hóa Việt Nam, hoạt động Việt Nam. Và với cái sự nền tảng đoàn kết đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội hỗ trợ cho tất cả các công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà. Mà mỗi lần đi biểu tình tôi gặp anh chị em Liên Trường đi rất là nhiều. Xin vị cho một tràng pháo tay cho anh chị em Liên Trường đi. Mà hôm nay tôi không dám nói nhiều. Ok, tới đây tôi xin một lần nữa rất là vui mừng tới đây để chia sẻ những cảm tình của quý vị. Và một lần nữa tôi nói rằng đi khắp Hoa Kỳ, đi một vài nơi nước Mỹ, tôi chưa thấy bao giờ có một Liên Trường Trung học Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại với nhau, chỉ có tỉnh và vùng thôi. Thành đó thành quả rất lớn lao. Và tôi mong rằng anh Nguyễn Mai và các chủ tịch các hội các trường học năm tiếp tục keo sơn gắn bó đoàn kết làm việc và chức dạy cho con em chúng ta biết gìn giữ tiếng Việt, biết giữ văn hóa, để chúng ta sẽ có cơ hội trở về một ngày Liên Trường Trung học Cộng Hòa tổ chức ngay tại Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ngày mai đây tôi muốn bắt tay một lần nữa và nếu được tôi xin chụp hình chung với tất cả các chủ tịch các hội Trung học Việt Nam một lần nữa để cảm ơn quý vị đã hoạt động trong 18 năm qua và cùng nhau giúp đỡ thương binh cũng như hoạt động xã hội. Còn nếu quý vị bận rộn quá thì anh Nguyễn Mai đại diện
xin cảm ơn anh Ngọc Mai, Tổng Thư ký và tất cả quý vị nghe trình. Xin cảm ơn anh Võ Đình Thủ, ông phát biểu rất hùng hồn hay quý vị. Và người ta cảm ơn nữa và hy vọng Hội Quốc Đọc Hồng Thánh cũng sẽ tiếp tục với Liên Trường, chứ không phải một cá nhân hữu và riêng Hội Quốc Đọc Hồng Thánh đóng góp chúng tôi trong vấn đề gây quỹ thưa quý binh tại Bạc Cờ. Thành sự ra hàng năm 40% số tiền chúng tôi gửi vào bệnh viện Trung, tức là Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, và phần còn lại là các tỉnh cao nguyên trung gần cũng như tỉnh miền Nam. Và xin cảm ơn anh hữu rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Mai, và có một lần là bảo luận miền Trung đó, quý vị đã bảo vệ mình rất đích thực, và chúng tôi người dân miền Trung rất cảm ơn lực lượng Liên Trường và tất cả quý vị quan khách đã ủng hộ cho những công tác xã hội của Liên Trường, và mong rằng trong tương lai thì sẽ ủng hộ nhiều hơn cho chính quyền và các phần xã hội khác. Vâng, các bên thường được nhắc lại cái vấn đề lần đầu tiên á, Liên Trường lúc đó chưa thành lập chính thức, quý vị, chúng tôi tổ chức một buổi gây quỹ cho Bảo Lục Miền Trung, lúc đó anh Hữu với tư cách Hội Quốc Đồng Cánh và mời các Liên Trường để họp, và chúng tôi đã tổ chức ở nhà hàng Mai Xuất Tích, ở khiêu vũ trường Mai Tích, và lúc đó tôi còn nhớ là MC Hồng Vân đứng chúng tôi trên sân khấu để gây quỹ được trên 15.000 đô la. Lúc đó là lần đầu tiên Liên Trường gây quỹ cho Bảo Lục Miền Trung. Xin cảm ơn Hữu. Thưa quý vị, là cái phần nghi thức cũng như giới thiệu quan khách đã chấm dứt, và sau đây là chúng tôi qua cái phần thứ nhì là phần văn nghệ cũng như là giao hữu. Chúng tôi xin được giới thiệu hai vị MC ngày hôm nay cho chương trình. Đầu tiên là mời MC Hồng Vân và chị Như Hảo cùng lên sân khấu. Thưa quý vị, thấy hai người MC đây có đẹp không ạ? Đẹp nhất năm 2020. Vâng, phải quý vị, và hai vị này sẽ được trách cái tiết mục văn nghệ ngày hôm nay, và thưa quý vị là rất là đặc sắc do các trường bạn và các thân hữu đóng góp. Xin mời chị Như Hảo và... Dạ vâng. Kính thưa quý vị, hai chị em chúng tôi rất là vui để được tham dự và nhận cái vai trò MC phần văn nghệ của buổi dạ hữu, buổi dạ tiệc, để mà mừng Liên Trường Trung học Việt Nam được đôi chín, dạ vâng, tuổi 18 đó. Thưa quý vị, hôm nay Vân rất là vui được đứng cạnh chị Như Hảo. Những ngày mà chị Như Hảo mới từ San Jose xuống thì đã được đứng chung sân khấu với chị để tổ chức ngày lễ mẹ mỗi tháng 5. Do chị Như Hảo là mẹ Việt Nam Radio mà mẹ Việt Nam Magazine nữa, phải không ạ? Thành ra hôm nay rất là vui chúng ta lại được tái ngộ đứng cùng trên sân khấu. Và kính thưa quý vị, trong chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì ban tổ chức có tổ chức một chương trình văn nghệ thật là phong phú, do những chị của từng trường một sẽ lên đây và có những màn vũ, rồi có màn hài kịch AVT nữa. Vâng, rất là vui thì quý vị nhớ đón xem. Và bây giờ thì trước khi vào chương trình văn nghệ, Hồng Vinh Vân xin được cập nhật là để chào trong quý vị các anh chị trong truyền trong báo chí đó, thì chúng tôi xin cập nhật là có anh Vi Tuấn là của báo Sài Gòn Times, cũng như là có anh Văn Lan là của ký giả của báo Người Việt, và chúng tôi sẽ xin cập nhật hồi nãy thì theo cái danh sách của ban tổ chức thì có thiếu sót tên của hai anh ạ. Vâng, và Như Hảo cũng phải nói thêm một lần nữa là hai chị em chúng tôi Như Hảo và Hồng Vân xin gửi đến quý vị lời chào thân thương và thân ái nhất trong ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ rất là phong phú trong ngày hôm nay, Như Hảo xin được cùng với Hồng Vân giới thiệu một tiết mục. Đầu tiên đó là một tiết mục tam ca. Tam ca thưa quý vị, ca khúc. Dạ vâng, của một nhạc sĩ mà chúng ta rất là yêu mến, đó là anh Từ Tôn Phục. Thì một bài mà ai cũng thuộc hết, đó là bài Tuổi Xa Người. Và nhạc phẩm này sẽ do tất cả những quý chị. Thứ nhất,
ba chị thôi. Dạ vâng, ba chị. Như Ý của Chu Văn Tiếp. Dạ vâng. Chị Ngọc Yến của Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền. Và chị Thanh Mai, cựu nữ sinh Gia Long và cũng là cựu giáo sư trường Châu Văn Tiếp. Một tràng pháo tay để đón chào ba chị trong tà áo xanh rất là đẹp. Thank you.
ta tự nghĩ thanh mai vào mọi lĩnh rất là nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình văn nghệ của Liên Trường ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các cựu học sinh của Pleiku với một nhạc phẩm rất là nổi tiếng, đó là bài hợp ca Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Thẩm Oánh. Vâng, kính thưa quý vị, có những câu như ai ơi đừng phân chia Nam Trung Bắc, một nhà Việt Nam. Từ Ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau là nhà Việt Nam, non nước tươi một màu, tiên vui, anh trước, em sau. Đừng có xa nhau mà lòng tan nát đâu. Một tràng pháo tay thật lớn đón chào và hợp ca Nhà Việt Nam. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa tất cả các anh chị em, hôm nay đáng lẽ ra là cái bài này là hợp ca tất cả về mặt môi trường, nhưng giờ cũng đó các chị đã bị cảm tưởng rất là nặng, thành cho nên tôi nói rằng thôi thì trường mình gọi bao nhiêu thì mình xào bấy nhiêu, có phải đúng không anh chị? Kính thưa quý anh chị, nhạc phẩm này nói lên sự của một nước Việt Nam mình, dù ở phương trời xa cách mình vẫn là người Việt Nam. Cho quê. Và thưa quý vị, bây giờ là
của các bạn trong phần trình diễn của cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt và Thân Hữu với gia cảnh nắng đẹp miền Nam. Mong quý vị có một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn cho mặt phần nhạc cảnh này thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Miền Nam có nắng giờ đây ta sống với bình minh.
Mà mấy chị đi sàng lúa mà yếm lóng lánh thế này thì mấy chàng làm sao chịu nổi ạ? Một tràng tay thật lớn mình xin cảm ơn các chị ạ. Và để tiếp tục chương trình. Chương trình văn nghệ còn rất là phong phú và lát nữa thì cũng sẽ có màn khiêu vũ nữa thưa quý vị. Và để tiếp tục chương trình là các cựu nữ sinh liên trường sẽ ca diễn đặc biệt màn Mộng Ban Đầu của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một màn trình diễn áo dài hippie và vũ điệu tango qua nhạc khúc Mộng Ban Đầu với sự góp mặt của 9 cựu nữ sinh liên trường, gồm có chị Bạch Tuyết, chị Kim Liên, chị Ngọc Hoa, Mai Mai, Thanh Châu, Kim Loan dưới sự hướng dẫn của chị Bích Liên, Mỹ Dung và Thanh Mai. Và đây xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho các cựu nữ sinh liên trường với vũ điệu tango.
tuyệt vời. Mộng ban đầu chính trị của các cậu nữ sinh lên trường đã diễn tả cái ca khúc mà phải nói của nhạc sĩ Hoàng Trọng là Vua Tango. Thì đây các chị đã diễn tả thật là tuyệt vời. Và xin mời quý vị cho một tràng pháo tay tiếp tục nữa để vâng, xin cảm ơn chính trị của Liên Trường Trung học Việt Nam. Và kính thưa quý vị, kết nối chương trình thì chúng ta lại có một vũ điệu nó nhẹ nhàng, nó êm ái hơn. Bởi vì đây là một thoáng quê hương, thưa quý vị, một thoáng quê hương là một ca khúc của nhạc sĩ Từ Huy và Thanh Tùng với các diễn viên là Ánh Tuyết, Thanh Thủy, Ý Loan và Cẩm Thi. Mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn trong ban Mây Thu với vũ khúc Một Thoáng Quê Hương để chúng ta nhớ lại những hình ảnh thân thương của quê hương đất nước Việt Nam. Thank you.
Wow, hôm nay những chị cựu nữ sinh vũ thật là hùng hậu phải không thưa quý vị? Và để tiếp tục chương trình cũng sẽ là một màn vũ nữa. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì trường Võ Tánh Nữ Trung Học ở Nha Trang sẽ góp mặt trong chương trình kỷ niệm 18 năm thành lập hôm nay của Liên Trường với một tiết mục văn nghệ với màn vũ là Áo Em Thu Vàng, lời Việt, đây là nhạc ngoại quốc kính thưa quý vị, và chuyển sang lời Việt với năm chị, đó là chị Kim Hồng, chị Thùy Linh, chị Bích Vi, chị Michelle Diệp và Vũ Minh Phương. Một tràng pháo tay thật lớn cho các chị chủ nữ sinh Võ Tánh Nha Trang. Thank you.
Minh, Bích Vy, Michelle Diệp và Vũ Minh Phương với một màn biểu thật là đẹp để gửi đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Mà quý chị cũng đặc biệt là có lời chúc nữa, nhờ nhớ họ nói là có cái lời chúc của quý chị là chúc cho Liên Trường Trung học Việt Nam Nam Cali càng ngày càng thăng tiến và thành công rực rỡ. Cảm ơn quý chị rất là nhiều. Và chắc là quý vị sẽ có một tràng vỗ tay thật đồng nghiệp nữa để tặng cho quý vị của trường Võ Tấn Nguyễn Trung học nhà Trang. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình là chương trình văn nghệ hôm nay thật là phong phú. Bây giờ là một màn múa quốc ca thưa quý vị, như là có 5 người hát. Mà múa ca này thật là đặc biệt, là thưa quý vị, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với lời thơ của thi sĩ Lương Trọng Lương. Thưa quý vị, Ban Mây Hồng với các ca sĩ Trung Vương, Tố Loan, Kim Nhung, Mai Khang, Giá Tuyết và Kim Phượng. Thưa quý vị, Ban Mây Hồng, Tứ Ba Mây Hồng với nhạc phẩm Hoa Rụng, Ngũ Ca Mây Hồng với nhạc phẩm Hoa Rụng Ven Sông, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với lời thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lưng. Thank you.
rồi thì trên người cái gì nó cũng khô cũng héo cả rồi.
mau mau về Việt Nam mà kêu gọi đi nhé. Mấy đời với trận mà thương kiệt, mấy đời đứng đắn giữa hai.
quơ gãi lại ốm sầu vào thân. Đúng rồi, đừng vô mà nghe đi. Em như thể tìm kiếm tiếng bay bổn hiểu chẳng biết tìm nơi mô. Ai ơi, đi đường nắng đường cành hoa lượn lên phối phối cùng người mới ta. Ai ơi, xin nhớ nằm lòng hoa thơm cỏ dại tối ngày đứng sau. Nhân hôm qua là mùa lễ Vu Lan thì hôm nay cái màn vũ này rất là đúng hợp thời. Và thưa quý vị, đây hoàn cảnh em lễ chùa này, thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy, do biên tập và dàn dựng là chị Dương Vân Thu, và biên đạo múa là vũ sư Đình Luân của ban Biệt Cầm, và gồm các diễn viên Mai Mai, Mai Thanh, Kim Liên, Kim Dung, Ngọc Trâm, Khánh Vân, Phạm Huyền và chị Vân Thu. Bye.
Vâng, xin cảm ơn quý chị trong nhóm Được Hoa cùng Thanh Tử đã có một diễn một bài nhạc cảnh rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất là chúng ta đang ở trong mùa Vu Lan. Thành ra chúng ta ở đây có rất nhiều chùa để chúng ta được đi đi lễ. Nhưng mà em đi chùa Hương cơ, tại vì các cô đang cho chúng ta nhớ về quê hương, thành ra em đi chùa Hương nữa. Đúng mà, xin cảm ơn quý chị rất nhiều. Và xin quý vị một tràng pháo tay chào quý chị đến nhóm Đục Hoa cùng với Thành Hữu với bài nhạc cảnh đặc biệt này. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì họ xin được giới thiệu đến quý vị bài liên khúc rất là đặc biệt. Đây là liên khúc có tên là Bẽ Bàn và Cô Gái Quê của nhạc sĩ Thái Thịnh, sẽ do các cựu học sinh trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị trình diễn. Tam ca nữ đó thưa quý vị, với các cô Ngọc Diệp, mời cô Ngọc Diệp, Hồng Phát và Hồng Liên. Đây, ban tam ca của cựu học sinh trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho ban tam ca trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị.
màn hợp ca Nam với các anh của trường Nguyễn Trãi và Chu Văn An. Thưa quý vị, các anh sẽ hát bài mà tất cả chúng ta ai cũng thuộc lòng lòng đúng đây. Đây đó là Học Sinh Hành Khúc, và mời tất cả quý vị nào thuộc bài này thì cũng cùng hát cho vui nhé quý vị. Vâng, và sau khi hát hay là trước khi hát thì anh Nguyễn Mai mời lên đây. Đây là có học chưa một ngày cũng lên đây quý vị. Nãy giờ quý vị nhìn đường cong thiệt mỹ rồi, bây giờ phải nhìn đường thẳng. Đây là những đường thẳng tắp của Chu Văn An và Nguyễn Trãi. Anh em chúng tôi rất là khiêm nhường, tức là mình lady first, chúng tôi lên sau cùng. Nhưng mà sau không phải là dở đâu nha. Tụi tôi không hát thì thôi, hát là phải bảo đảm đúng nhịp, đúng tông ra nha. Quý vị, đây là chúng tôi cái thầy cô giáo của năm năm về trước á, thì các đi học bây giờ hết các đi học rồi, đi về nhà các nhà chúng tôi thì thấy rằng là những giờ đó chúng ta thấy là chương trình văn nghệ rất là vui đúng không vậy, và đa số là các phái nữ mà nghệ ca chúng tôi thấy là cũng là một bài hợp ca nó phù hợp chút xíu. Và thưa quý vị, bài hợp ca này là coi như cái cuốn nhất chương trình văn nghệ trước khi ra vào buổi. Và quý vị nắm tay nghe, chúng tôi càng có tay để chúng tôi cùng lên tinh thần và hát bài Học Sinh Hành Khúc. Chào mừng hai quý vị. Chúng tôi sẽ tổ chức nhà hàng Mông La Mua ở góc đường Duy Tân và
như Western chẳng hạn. Và xưa quý vị chúng tôi sẽ tổ chức trong vòng tháng vừa tới 11. Chúng quý vị nên nhớ lấy vé sớm vì số vé chúng tôi sẽ sô đào rất là nhanh. Cùng việc làm cũng có ý nghĩa, quý vị đến chúng tôi vừa vui chơi vừa giúp có công việc rất đặc ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị.